Xin chào tất cả mọi người, mình quay trở lại với cái video mới này. Và cái video ngày hôm nay thì mình sẽ làm về một cái mô đun tạo khí ion âm. Và với cái khí ion âm này thì các bạn có thể tìm kiếm search trên Google, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cái khí ion âm này. Và mình cũng đã tìm hiểu qua nhiều những cái bài báo cũng như là cái luồng khí ion âm này thì nó cảm thấy rằng nó có một cái tác dụng rất là tốt. Ion âm hoặc là ozone thì nó sẽ khử được độc, diệt virus trong không khí, rất là tốt cho cơ thể con người cũng như là cái môi trường sống. Thì mình cũng đã cắm thử thực tế cái mô đun này khi mà chưa có lắp ráp quạt gió để tản khí ion âm này đi, cũng như là cái hộp đựng gì cả, mà mình chỉ đấu sơ sài bằng dây điện như vậy và treo lên một cái khu vực trong cái phòng khách thôi. Thì sau một cái thời gian sử dụng thì mình cảm thấy rằng nó hút rất là nhiều những cái bụi bám vào cái xung quanh tường. Và đây bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy cái hình ảnh thực tế. Và đây là cái hình ảnh thực tế này mình đang sử dụng trong cái phòng khách nhà mình. Dây được cắm và được treo lên trên cao để tránh trẻ nhỏ này. Đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái xung quanh cái mô đun ion âm này nó có rất là nhiều những cái bụi đen bám vào tường từ khi mình cắm cái này. Và khi mình cắm cái này thì chắc là khoảng ước chừng khoảng tầm 1 đến 2 tháng này rồi thì nó sẽ đen xì những cái vùng như này các bạn này. Đó. Đây các bạn thể nhìn thấy từ cái cảnh từ xa này thì nó đen rất rõ rệt luôn. Và sau cái thời gian sử dụng thực tế như vậy, cũng như là những cái bài báo nói về khí ion âm này nó rất là tốt. Và với cái video ngày hôm nay thì mình sẽ biến nó thành một cái máy tạo cái khí ion âm, cũng như là nó có cái quạt gió để tản cái khí này đi xung quanh cái môi trường mà mình cần để nó tốt hơn, và có thể nó cũng sẽ diệt khuẩn tốt hơn. Đó. Thì ở đây mình sẽ có một cái mô đun tạo khí ion âm. Với cái mô đun này thì mình sẽ sử dụng bằng cái mô đun là nó chạy trực tiếp điện áp là 220V này các bạn này. Đó. Với cái điện áp đầu ra thì ở đây nó có ghi là âm 5,0kV cho đến là âm 6,5kV các bạn nhé. Bởi vì khi ion âm thì nó sẽ tạo ra một cái điện áp cao. Ví dụ ở đây là 6,5kV nhưng mà nó là điện áp âm. Đó. Và cái mô đun này thì nó bao gồm là 10 dâu như thế này các bạn này. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành cho nó vào một cái hộp cũng như là có cái quạt gió, rồi có bộ nguồn nuôi cho quạt gió thì các bạn có thể tham khảo nếu chúng ta quan tâm làm theo. Và mình nghĩ rằng với cái những mô đun này rất là tốt và chúng ta cũng nên làm theo. Đặc biệt là như bây giờ nó có rất là nhiều những virus, vi khuẩn gây bệnh, tạo dịch các thứ đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng, tận dụng những cái hộp cũ bỏ đi, ví dụ như cái này là cái bộ sạc xe đạp điện các bạn. Đó, và mình sẽ tận dụng cái này để lấy cái vỏ hộp của nó, bởi vì là nó có luôn cái quạt gió ở đây. Mình sẽ tận dụng quạt gió này để tản cái khí đi. Đó, và một cái lỗ hút gió đằng sau này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo lấy cái vỏ nhựa này. Vì những cái thiết bị như vậy thì nó sẽ có cái quạt gió các bạn. Đây chính là cái bộ nguồn sạc xe đạp điện, nó bị cháy nổ các bạn có thể nhìn thấy này. Và mình sẽ bỏ đi, mình chỉ lấy lại phần quạt gió này và phần hộp nhựa. Đây là cái vỉ mạch của cái bộ sạc xe đạp điện đã cháy mà mình bỏ đi này. Đó, thì trên này nó có khá là nhiều những linh kiện, và cũng có thể chúng ta tận dụng những linh kiện này vào những cái việc khác. Như bây giờ mình sẽ làm cái video ngày hôm nay, đó chính là cái máy tạo khí ion âm. Do cái dây này nó khá dài nên các bạn, mình sẽ quấn một vòng như này. Và cái dây này nó cũng là cái dây mà nó chịu được cái điện áp cao, chính vì vậy nó sẽ không phóng tia sang nhau đâu các bạn. Bây giờ mình sẽ quấn như này. Đó, sau đó mình sẽ đặt ở đây. Và tính toán làm sao cho các cái dâu này nó không bị chạm vào vỏ các bạn nhé. Không chạm vào vỏ thì càng tốt. Mặc dù đây là vỏ nhựa rồi nhưng mà mình muốn nó không được chạm xuống bất kỳ cái chỗ nào. Bởi vì cái này điện áp của nó rất là cao, chính vì vậy mà khi mà có trời nồm ẩm ấy, thì rất có thể là nó sẽ phóng cái tia xuống chỗ đó và nó hiệu suất nó sẽ kém hơn. Cái những cái dâu này nó sẽ được nằm ở trong cái dạng như không khí như này các bạn này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho quạt gió này. Quạt gió thì mình sẽ lấy cái dạng là cho nó thổi ra ngoài nha các bạn. Hút gió từ bên đằng này và hút luôn cái khí ion âm mà cái mạch này đã tạo ra, rồi đưa ra ngoài bằng cái quạt gió này, hướng này. Đó.
Thì cái module này thì nó sẽ sử dụng với điện áp là 220V rồi. Nhưng mà đối với cái quạt gió này thì nó chỉ chạy có 12V thôi các bạn. Chính vì vậy mà mình sẽ cần phải có một cái nguồn nuôi cho nó. Và cái nguồn này thì mình sẽ sử dụng cái loại nguồn hạ áp trực tiếp cho nó đơn giản. Bởi vì nó không sử dụng cái việc gì, chúng ta cũng không tiếp xúc ở đâu cả, thì mình sẽ sử dụng bằng nguồn hạ áp trực tiếp. Bây giờ mình vẫn cần lạt cái này lại cho nó chắc chắn hơn này. Và để làm cái mạch hạ áp trực tiếp thì mình sẽ có một con tụ là 225J630. Đó, thì con tụ này là 2,2mi 630V các bạn nhé. Đó. Một con tụ 16V 560mi. Các bạn có thể sử dụng con tụ 25V một vài trăm mi cũng được. Thay đổi cũng được. Một con điện trở 470K. Và nhà mình có nhiều diode cầu thì mình sẽ sử dụng con diode cầu này 15SB60 là một nguồn quá dư giả. Thế nhưng mà nó tiện hơn là mình sử dụng 4 con diode để xoáy lại với nhau. Mình sẽ sử dụng là con diode này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm một cái nguồn hạ áp trực tiếp. Tiếp theo thì mình sẽ con tụ này để lọc nguồn DC đầu ra. Và cái phần khuyết này chính là dương nguồn các bạn. Phần sọc này của tụ là âm nguồn thì nó sẽ được mắc với âm của diode. Như vậy là mình đã tạo thành một cái mạch hạ áp trực tiếp từ 220V xuống cho cái điện áp 12V để chạy cho cái quạt gió này. Điện áp âm của tụ chính là âm đầu ra và dương của tụ chính là dương đầu ra các bạn nhé. Điện áp nhận AC thì chính là chân này và chân này. Thì bây giờ mình sẽ kết nối cái điện áp AC chung với ở đây và điện áp DC sẽ ra cho quạt gió. Hai cái dây này chính là cái dây nguồn 220V của cái module tạo khí ion âm cũng như là đường nguồn 220V vào của cái phần nguồn hạ áp trực tiếp để nuôi cho quạt gió. Thì hai chỗ này mình sẽ hàn chung với nhau. Và bây giờ thì mình sẽ hàn cái mối này để mà lấy cái điện áp 220V đầu vào. Bây giờ mình sẽ dùng cái phích cắm. Đây các bạn có thể thấy cái phích này. Mình dùng phích khá là dài để mình đưa cái bộ này lên trên một khoảng cách cao hơn, tránh trẻ con tiếp xúc vào. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn 220V để xem quạt gió chạy hay chưa các bạn nhé. Với cái module thì nó sẽ chạy trực tiếp rồi. Còn ở đây thì mình sẽ sử dụng mạch hạ áp này cho quạt gió này. Xem là bây giờ cắm điện xong quạt gió chạy hay chưa.
Đó, các bạn thể nhìn thấy là quả gió đã chạy này. Đó, và bây giờ mình đã làm xong một cái máy tạo khí ion âm. Với cái máy này nó có cái tác dụng đó chính là nó khử độc trong không khí này, và làm chìm những cái hạt bụi mịn trong không khí, cũng như là nó khử nấm mốc, khử mùi, khử khói, rất là hay. Chúng ta có thể đặt ở phòng khách để khử độc trong không khí này, cũng như là nó sẽ khử mùi trong nhà vệ sinh. Còn nếu như chúng ta thiết kế mà nó chạy với điện áp 12V thì chúng ta cũng có thể khử mùi trên ô tô, cũng rất là hay đó các bạn. Đó, thì ở đây thì mình sẽ cắm thử với cái điện áp 220V này, khi mà kết hợp với cái một cái bộ quạt gió chạy bằng cái điện từ một cái bộ hạ áp trực tiếp 220V này các bạn. Các bạn có thể thấy rằng quạt gió đã chạy rồi. Đó, và thông qua cái video này thì mình nghĩ rằng các anh em cũng nên làm đến một cái này để chúng ta có thể đặt ở phòng khách, phòng ngủ hay là phòng nhà vệ sinh để khử mùi, khử độc, khử khói, rất là hay, cũng như là rất tốt cho không khí. Đó, và cái video này thì mình sẽ kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.